tin giáo phận Phú Cường Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 4 năm cung hiến nhà thờ chánh tòa Phú Cường, mừng 7 năm giáo mục Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước và 53 năm linh mục Đức cha Phi Rô Trần Đình Tứ. Vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 4 năm 2018, tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường, Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 4 năm cung hiến nhà thờ chánh tòa Phú Cường được cử hành trọng thể do Đức cha Phi Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đồng tế với ngài là Đức giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước và đông đảo quý cha trong giáo phận Phú Cường. Cùng trong dịp này, toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 7 năm giám mục của Đức cha Giuse và 53 năm hồng ân linh mục của Đức cha Phê-rô. Đúng 9 giờ 30 phút, đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào thánh đường mở lời đầu thánh lễ đức cha phê -rô chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn về ý nghĩa của việc cung hiến thánh đường qua đó ngài mời gọi cộng đoàn dân chúa cùng nhau trang hoàng đền thánh của chúa nơi chúa ngự trị tâm hồn của mỗi người hãy luôn canh tân tâm hồn mình sống theo thánh ý thiên chúa làm đẹp lòng chúa chính đời sống đạo tốt đẹp một tâm hồn rộng mở biết yêu thương bao dung và tha thứ sẽ là nơi thiên chúa ngự đến chính là đền thánh của Chúa. Trong niềm hân hoan của ngày vui trọng đại hôm nay, cha tổng đại diện giáo phận Phú Cường Simon Nguyễn Văn Thu đã kính lời chúc mừng Đức cha Giuse nhân 7 năm hồng ân giám mục và Đức cha Phiro nhân 53 năm hồng ân linh mục. Và cộng đoàn dân lên quý Đức cha những đóa hoa tươi thắm cùng những tràng phố tay thay cho tâm tình tri ân và yêu mến.